Ngoài những người đẹp là Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Châu Đông Vũ, Cổ Lực Na Chát, lứa tiểu hoa sinh năm 90 đã sớm nổi tiếng từ trước, thì nổi bật trên màn ảnh Hoa ngữ trong thời gian gần đây còn có Viên Băng Nghiên, Trúc Tự Đan và Trần Ngọc Kỳ. Tất cả đều là những cô nàng thuộc hội 92 tài năng xinh đẹp và nổi tiếng. Đặc biệt là Trần Ngọc Kỳ, nữ diễn viên được mệnh danh là công chúa mặt mộc hay còn thường được gọi là gà cương Đường Yên vì cô là một trong những tiểu hoa đầu tiên được Đường Yên lăng xê. Trần Ngọc Kỳ là một nữ diễn viên người Trung Quốc sinh ngày 29 tháng 7 năm 1992 tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Năm 2011, Trần Ngọc Kỳ thi đỗ chuyên ngành biểu diễn của Học viện Cẩm Thành, Đại học Thành Đô. Vì muốn rèn luyện thể hình mà ngay từ năm thứ nhất đại học, Ngọc Kỳ đã bắt đầu học vũ đạo. Tháng 5 năm 2014, Trần Ngọc Kỳ tham gia bộ phim tốt nghiệp Đấu Tranh Cuối Cùng trong vai một bà lão hơn 60 tuổi. Cùng năm này, Trần Ngọc Kỳ làm giám chế đồng thời cũng là nữ chính trong bộ phim điện ảnh về thanh xuân vườn trường có tên Những Năm Tháng Đã Từng Để Lỡ. Bộ phim này sau đó đã lọt vào vòng đề cử của giải Kim Mao lần thứ hai. Năm 2015, Trần Ngọc Kỳ chính thức ký hợp đồng với studio Đường Yên và trở thành một trong những gà cưng đầu tiên hoạt động dưới trướng Đường Yên. Vì sao gọi Trần Ngọc Kỳ là công chúa mặt mộc? Sở dĩ gọi Trần Ngọc Kỳ là công chúa mặt mộc là vì cô nàng thường xuyên chọn tông trang điểm nhẹ nhàng, thậm chí để mặt mộc khi đi sân bay. Trong bộ phim Lưỡng Thế Hoan, Trần Ngọc Kỳ cũng thường xuyên có những phân cảnh để mặt mộc, tạo cảm giác trẻ trung nhí nhảnh. Từ ngoài đời cho đến trên phim, các chuyên gia trang điểm đều rất ít khi trang điểm đậm cho Trần Ngọc Kỳ. Vì thế, mỗi lần nhìn thấy Ngọc Kỳ xuất hiện, mọi người đều cảm thấy cô ấy luôn ở trong trạng thái make up cũng như không. Nhiều người nói vì gương mặt của Trần Ngọc Kỳ khá ư là tròn trịa nên rất không hợp với phong cách trang điểm đậm, dữ dằn hay quyến rũ. Cô nàng chỉ hợp với phong cách em gái nhà bên, nhẹ nhàng, trong sáng, đơn thuần và tự nhiên. Bên cạnh đó, đôi mắt của Ngọc Kỳ cũng cực kỳ to, hai mí lại rõ ràng nên các stylist thường bỏ qua khâu nhấn mí cho cô nàng. Vì vậy, màu mắt sử dụng cho Ngọc Kỳ cũng thường là các tông tự nhiên nhẹ nhàng. Cũng rất ít khi nhìn thấy Ngọc Kỳ được kẻ mắt đậm, nhiều lúc còn là không hề kẻ mắt nữa. Mọi người thường đẹp lên nhờ trang điểm, nhưng đối với Trần Ngọc Kỳ, trang điểm càng ít thì cô càng đẹp. Ngược lại, càng tô tô vẽ vẽ thì trông lại càng không ưa nhìn. Trần Ngọc Kỳ bắt đầu đóng phim từ năm 2014 qua bộ phim tốt nghiệp Thiên Thai Manh Chủ, sau đó là một vai nhỏ trong Vẫn Cứ Thích Em, rồi tiếp theo là Đại Thoại Tây Du Ba vào năm 2015. Nhờ bộ phim này mà Trần Ngọc Kỳ có cơ hội hợp tác với Đường Yên và được đàn chị chú ý. Một trong những vai diễn đầu tiên giúp Trần Ngọc Kỳ thu hút được nhiều sự yêu mến của khán giả chính là Thác Bạt Địch trong Cẩm Tú Vị Ương. Năm 2016, Trần Ngọc Kỳ vào vai cửu công chúa Thác Bạt Địch trong bộ phim Cẩm Tú Vị Ương do Đường Yên và La Tấn đóng chính. Thác Bạt Địch, cửu công chúa của Bắc Ngụy, xinh đẹp, hoạt bát, tinh quái nhưng rất lương thiện đáng yêu. Công chúa rất thích Lý Mẫn Đức và tìm mọi cách để được gần bên người mình yêu. Khi bị Lý Mẫn Đức ngó lơ, Thác Bạt Địch tuy có tức giận nhưng quyết không bỏ cuộc. Khi biết Lý Mẫn Đức thích Lý Vị Ương, tuy Thác Bạt Địch có ghen nhưng không bao giờ làm hại Vị Ương. Sau nhiều cố gắng, cuối cùng cô cũng giành được tình cảm của Mẫn Đức. Cẩm Tú Vị Ương trong những tập về cuối càng chứng tỏ sức hút mãnh liệt. Sau 26 ngày phát sóng, phim đã thu hút 16 tỷ lượt xem online. Rating của phim trên cả hai đài Đông Phương và Bắc Kinh đều vững vàng ở hai vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng tỷ suất người xem. Tỷ suất người xem của Cẩm Tú Vị Ương còn vượt mức 2%. Mà một trong những nguyên nhân quan trọng góp phần vào thành công cho phim chính là sự yêu mến của khán giả dành cho Thác Bạt Địch. Tháng 2 năm 2017, nhờ vai diễn này mà Trần Ngọc Kỳ giành được giải thưởng ngôi sao sắc nét mới của năm trong liên hoan chất lượng phim truyền hình Trung Quốc. Cùng năm, Trần Ngọc Kỳ tiếp tục nhận giải nữ nghệ sĩ mới của năm tại InStyle Lady Icon Awards. Năm 2017, Trần Ngọc Kỳ cũng từng đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh Hiệp Bộ Chi Đoạt Mệnh Hồng Liên và vai phụ Trần Lâm trong phim Thầy Giáo Thị Tươi, nhưng phim lại không được nhiều người biết đến. Năm 2018, khán giả màn ảnh nhỏ tiếp tục gặp lại Trần Ngọc Kỳ qua một vai phụ trong bộ Hoàng Phú Thần Y, nhưng đây lại tiếp tục là một bộ phim không nổi bật, Trần Ngọc Kỳ cũng có rất ít đất diễn. Hương Mật Tựa Khói Xương 2018. Có thể nói sau vai cửu công chúa Thác Bạt Địch thì vai ma tộc Biện Thành công chúa Lưu Anh trong siêu phẩm huyền huyễn 2018 Hương Mật Tựa Khói Xương chính là vai diễn thứ hai mang cái tên Trần Ngọc Kỳ đến gần khán giả. Hương Mật Tựa Khói Xương là một bộ phim rất nổi tiếng, mặc dù nữ chính là Dương Tử, nhưng hai vai phụ Lưu Anh và Tuệ Hòa, Vương Nhất Phi cũng rất được mọi người quan tâm bởi nhan sắc lấn át nữ chính của hai cô nàng. Lưu Anh còn được mọi người đặc biệt yêu mến vì tính cách hào sảng, trượng nghĩa, là vị công chúa có khí chất đế vương hiếm có. Lưu Anh không chỉ thân thủ bất phàm mà còn bộc trực thẳng thắn, dám nói dám làm, dám yêu dám hận.
Bên cạnh ngoại hình và tính cách nổi bật, câu chuyện tình ngược tâm của Lưu Anh và Mộ Từ cũng khiến nhiều người cảm động rớt nước mắt. Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019. Hai lần đóng vai công chúa đều thành công ngoài mong đợi, cho nên mọi người còn gọi Trần Ngọc Kỳ là nữ thần chuyên trị vai công chúa. Đặc biệt, các kiểu công chúa mà Trần Ngọc Kỳ mang đến đều có chung một đặc điểm là không hề yếu mềm. Nét tính cách này vô cùng hợp khẩu vị của các khán giả thời buổi hiện tại. Năm 2019, Trần Ngọc Kỳ lần đầu trở thành nữ chính phim truyền hình qua một tác phẩm remake Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Lần này cô nàng đóng vai Triệu Mẫn, vị quận chúa Mông Cổ cực kỳ nổi tiếng trong tác phẩm kiếm hiệp cùng tên của cố nhà văn Kim Dung. Mặc dù Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký phiên bản này khi lên sóng đã và vấp phải không ít ý kiến chê bai về khâu hậu kỳ rườm rà, giả tạo, lạm dụng slow motion, kịch bản cải biên quá đà, nhưng riêng vai diễn Triệu Mẫn của Trần Ngọc Kỳ vẫn nhận được không ít lời khen ngợi về lối diễn chủ động, linh hoạt, không bị khô cứng và thể hiện sự cuốn hút qua ánh mắt tinh ranh của một quận chúa thông minh bản lĩnh. Năm 2019, Trần Ngọc Kỳ nhờ vai Triệu Mẫn mà đoạt giải nữ diễn viên đột phá của năm tại Kim Cốt Đoá lần thứ tư. Tháng 2 vừa rồi, Trần Ngọc Kỳ lại tái xuất màn ảnh nhỏ qua bộ phim Lưỡng Thế Hoan, đóng chính cùng Mỹ Nam Vu Mông Lung. Trong phim, nữ diễn viên một mình đảm nhận 3 vai diễn với 3 tính cách khác nhau là A Nguyên, Phong Miên Vãn và Nguyên Thanh Ly. Mặc dù bộ phim được đầu tư bối cảnh, trang phục rất bắt mắt, nhưng vì nam chính Vu Mông Lung diễn xuất quá đơ, năng lực của Trần Ngọc Kỳ cũng không tốt đến mức có thể cân phim. Cộng thêm trong quá trình phát sóng, phim đã bị dò dỉ bản lậu ra ngoài, làm ảnh hưởng đến thành tích của Lưỡng Thế Hoan trên mọi mặt trận. Vì vậy công bằng mà nói thì Lưỡng Thế Hoan không phải là một phim thành công của Trần Ngọc Kỳ, bởi mọi người vẫn nhớ về cô với hình ảnh của Thác Bạt Địch, Lưu Anh hay là Triệu Mẫn nhiều hơn là Nguyên Thanh Ly. Trần Ngọc Kỳ dù rất ít khi đóng vai bánh bèo, nhưng các vai diễn của cô thường là nữ cường chưa tới vì thường hay có yếu tố nhí nhảnh đáng yêu trong tính cách. Đường Yên thường bị mọi người than phiền là nhận vai một màu, mười vai như một, nhân vật nào cũng thuộc hội ngốc bạch ngọt, ngây ngô đơn thuần. Bản thân là gà của Đường Yên, Trần Ngọc Kỳ cũng bị khán giả nhìn mình bằng cái nhìn khá khắt khe. Dựa vào những vai diễn gần đây của Trần Ngọc Kỳ, nhiều người cũng bắt đầu lo lắng cho cô khi các vai diễn cứ na ná nhau. Nguyệt Thượng Trọng Hỏa được quay hình từ năm 2019, lên sóng vào ngày 28 tháng 5 năm 2020. Đây là một trong những bộ phim cổ trang hiếm hoi có thời gian ngâm dấm ít đến như vậy. So với Lưỡng Thế Hoan hay Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, nhiệt độ của Nguyệt Thượng Trọng Hỏa cao hơn rất nhiều vì đã được trông ngóng ngay từ ngày có tin chuyển thể. Vai diễn lần này của Trần Ngọc Kỳ là nữ chính Trọng Tuyết Chi. Trọng Tuyết Chi tuy không ngốc còn rất giỏi võ công, lại là thiếu cung chủ của Trọng Hỏa Cung, nhưng tính cách của nàng ta thì lại không được đáng yêu cho lắm vì nàng ấy cực kỳ nóng nảy, rất dễ tức giận. Bù lại, Trọng Tuyết Chi lại có một vẻ bề ngoài rất bắt mắt mà theo mô tả của nguyên tác thì đấy không phải là kiểu kiều diễm đáng yêu mà là xinh đẹp, sắc sảo. Câu chuyện tình yêu vừa ngọt vừa ngược đầy gian truân giữa Trọng Tuyết Chi và Thượng Quan Thấu cũng là yếu tố quan trọng thu hút sự quan tâm của mọi người. Mà quan trọng chính là ngoại hình của Trần Ngọc Kỳ và La Vân Hy khi đặt cạnh nhau trông rất xứng đôi. Trong những bản trailer được tung ra, phản ứng hóa học giữa hai người cũng rất tốt. Mà đối với bất cứ bộ phim ngôn tình nào, chemistry giữa nam nữ chính luôn là yếu tố rất quan trọng trong việc nắm giữ trái tim khán giả. Tư Lập Thục Sơn Học Viện 2017. Tư Lập Thục Sơn Học Viện là bộ phim do Vương Nhất Bác và Trần Ngọc Kỳ đóng chính, được khởi quay từ năm 2017, nhưng ngâm đến nay vẫn chưa thấy lên sóng. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, gần đây lại có thông tin phim sẽ lên sóng vào tháng sau, khiến dân tình ai nấy đều xoắn lấy xoắn để. Tư Lập Thục Sơn Học Viện cũng là một bộ phim truyền hình chuyển thể, nhưng là được chuyển thể từ game, chứ không phải là từ tác phẩm văn học như thường lệ. Thuộc thể loại tiên hiệp hiện đại pha trộn với thanh xuân vườn trường, Tư Lập Thục Sơn Học Viện kể về câu chuyện tu tiên của các thiếu niên ở thế kỷ 21. Trong đó, Vương Nhất Bác sẽ vào vai Đằng Tịnh, là thiên tài kiếm thuật ngàn năm hiếm thấy, là vương tử ma tộc, sinh ra tại Tiên Minh, lớn lên ở Thục Sơn, là lớp trưởng tiểu đội tinh anh, cầm trong tay Thục Sơn pháp bảo Tử Dĩnh kiếm, thân mang thần nông, tiên linh thần lực, tung hoành cửu châu, là người ngoài mặt lạnh lùng hà khắc độc tài, nội tâm lại nhiệt tình lương thiện. Trần Ngọc Kỳ sẽ vào vai Tinh Tuệ, là người bề ngoài lạnh lẽo cô quạnh, nội tâm mềm yếu, là hậu nhân của nữ oa, từ nhỏ vì cứu độ chúng sinh bất cứ lúc nào sẵn sàng hy sinh, vì vậy nàng chỉ dám duy trì tình bạn qua loa với những người xung quanh, không dám thân thiết. Sau khi trải qua cuộc sống ở học viện, nàng đã bắt đầu thay đổi. Kính Song Thành 2020. Kính Song Thành đã bắt đầu khởi quay vào tháng 5, tuy nhiên mọi thông tin về phim đều được ekip giấu kín không chút kẽ hở. Mới đây, một số hình ảnh hậu trường của nam chính Lý Dịch Phong và Trần Ngọc Kỳ được dò dỉ trên mạng xã hội, thu hút không ít sự quan tâm và chú ý của mọi người.
Kính Song Thành do công ty truyền thông Kịch Khốc Văn hóa Thượng Hải sản xuất, dự kiến sẽ có 50 tập và đang được quay hình tại Hoành Điếm. Đây cũng là một tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thương Nguyệt.